Kính chào quý vị, tôi là Lạc Hà. Xin kính mời quý vị theo dõi chương trình Tiếng Nói Học Đường của Đài Sài Gòn Television. Trong chương trình trước, chúng tôi đã có nói sơ qua về những cái buổi họp ở nhà trường giữa phụ huynh và học đường. Thì bây giờ chúng tôi xin đi vào chi tiết. Ở trường, qua một cái năm học, thì quý vị cũng biết nhà trường có rất nhiều những cái cơ hội hay là những cái lúc nào đó mà nhà trường cần phải theo dõi, cần phải liên lạc với phụ huynh học sinh. Những cái hình thức của sự liên lạc đó nó cũng có sẽ là different, nó cũng sẽ khác nhau tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái cơ hội hay tùy theo những cái dự kiện đã xảy ra mà nhà trường sẽ có những cái buổi họp hay là hội thảo hay là gặp gỡ với phụ huynh học sinh. Thì chúng tôi đã chia sẻ về những cái buổi họp đầu tiên của cái những cái ngày đầu tiên khi mà nhà trường bắt đầu khai giảng. Thì những cái buổi họp đó gọi là open house. Open house là gì? Là những cái lần gặp gỡ do nhà trường tổ chức, họ khẩn thiết mời phụ huynh học sinh tới để gặp gỡ các ban giám đốc, gặp gỡ những cái vị làm việc ở trong trường, nhất là phụ huynh gặp gỡ những cái vị giáo sư hay là giáo viên phụ trách lớp con em của mình. Qua đó hai bên tìm hiểu nhau. Và nếu mà con em quý vị có những cái điều gì đó đặc biệt cần giáo sư hay là giáo viên lưu tâm, hay là quý vị thấy rằng là mình cần phải nói trước cho nhà trường biết về cái con em mình, thì những cái buổi mà open house đầu tiên khi mà nhà trường bắt đầu khai giảng là những buổi họp rất là quan trọng. Những cái buổi open house đó, nhà trường cũng mời phụ huynh học sinh trước hết là đi thăm viếng toàn thể cái ngôi trường, rồi họ sẽ giới thiệu từng cái thành phần một và ai là cái người hiệu trưởng, vị phó hiệu trưởng, những vị giáo sư cố vấn, thư ký của trường cũng được giới thiệu. Rồi cuối cùng là phụ huynh có khoảng 15-20 phút ngồi xuống nói chuyện trực tiếp với giáo sư hay là giáo viên phụ trách lớp con em của mình. Thông thường người Việt Nam chúng ta, đối với các lớp tiểu học thì chúng ta dùng chữ giáo viên, nhưng mà đối với các bậc trung học đến nhất hay nhì cấp thì Việt Nam chúng ta lại dùng chữ giáo sư. Nhưng mà ở đây thì chỉ là teachers mà thôi. Cho nên quý vị sẽ gặp gỡ teachers của con em quý vị, và ở đó quý vị có quyền trình bày với họ tất cả những cái gì có liên quan đến con em mình, nhất là những cái vấn đề hay là tính tình đặc biệt của con em mình. Tôi nói ví dụ như con em quý vị bị allergy về những cái ví dụ đậu phụng chẳng hạn, hay là con em quý vị có những cái tật nào nhỏ nhỏ ở nhà mà bây giờ quý vị cần phải lưu tâm giáo sư, giáo viên, thì cái buổi họp open house lúc đầu đó nó rất là quan trọng. Và chúng tôi yêu cầu, chúng tôi khuyến khích phụ huynh học sinh, nếu cả hai cha mẹ không đi được, hai cha mẹ đi được thì rất là tốt, nhưng mà nếu cả hai cha và mẹ không cùng tham dự được thì ít nhất một trong hai người. Cái người nào mà là cái người sẽ liên lạc với nhà trường trong tương lai, người nào trong cha hoặc mẹ, giữa cha và mẹ, người nào sẽ là người trực tiếp lo lắng về vấn đề học vấn của con em mình. Bởi vì có những gia đình mẹ lo lắng vấn đề đó, còn cha thì lo đi kiếm tiền. Hay ngược lại, có những gia đình cha lại vừa đi kiếm tiền vừa trông coi cái vấn đề học hành của con em, còn mẹ thì ở nhà nội trợ chẳng hạn. Nhưng mà nếu được cả hai ông bà, hai cha mẹ cùng đi tham dự thì phải nói là rất là tốt cho cả em. Bởi vì cái ngày mà open house, tôi nhắc lại một lần nữa là các em cũng đi theo cha mẹ. Cho nên nếu có em nào đi theo mà nhìn qua bên kia thấy cả cha cả mẹ, mà mình có một mình mẹ thôi, đôi lúc các em cũng hơi chạnh lòng. Đó là những cái điều tâm lý rất nhỏ của trẻ em. Ngoài những cái buổi open houses của những cái thời gian mà nhà trường bắt đầu mở cửa, thì sẽ có rất nhiều những buổi họp nhỏ, có khi nhà trường gọi là parents conferences, hoặc là nhà trường cũng có thể gọi là parents meeting, tùy theo những cái nhà trường. Thì những buổi họp sau đó tuy là chỉ 15-20 phút, và giáo sư hay là giáo viên chỉ có thể gặp phụ huynh học sinh trong khoảng thời gian mà họ gọi là prep time, có nghĩa là giữa hai buổi học hay là giữa hai giờ học thì giáo sư có một thời gian ngắn 15-20 phút để giáo sư hoặc là quay bài vở, hoặc chấm bài, hoặc là gặp gỡ phụ huynh học sinh. Nếu mà quý vị có những cái vấn đề gì cần liên lạc với nhà trường, hay ngược lại, nhà trường có những cái vấn đề gì cần liên lạc với phụ huynh. Tôi nói ví dụ như con em quý vị đi học,
mà một hôm nào đó cái cô y tá của nhà trường xem lại cái bảng chích ngừa của con em quý vị, và họ thấy rằng con em quý vị có mắc nợ một mũi chích lâu lắm rồi, có thể là 3-4 tuần mà đến cái thời hạn phải chích mà các em chưa chích, thì y tá sẽ liên lạc với nhà trường và xin phép gặp phụ huynh học sinh. Nếu quý vị không tới thì nhà trường hay là cô y tá có quyền gửi về nhà một cái note rất nhỏ và nói rằng con em quý vị, họ nói rất rõ ràng, đã thiếu cái mũi chích này trong 3 tuần rồi và chúng tôi chờ đợi mãi nhưng mà quý vị vẫn không đưa tới, vẫn không cho các em đi chích. Vậy thì sau cái ngày nào đó họ sẽ cho quý vị một cái ngày rõ ràng, mà nếu như quý vị không mang cái bản chích tới cho con em thì con em không được đi học nữa. Đó là một cái note rất nhỏ và rất bình thường, nhưng mà nó rất quan trọng, bởi vì có thể có một vài phụ huynh học sinh chỉ đọc ngang cái chữ là sau ngày đó thì con em quý vị không được đi học nữa. Và quý vị, tại vì khúc trước nói về vấn đề chích ngừa nó hơi có vẻ rườm ra, quý vị không thấu hiểu. Và cái đoạn sau thì nói rõ ràng, your child will not be allowed to go to school. Thế là đến ngày đó, phụ huynh tự động cho con ở nhà. Dù rằng không biết tại sao mà con mình bị không cho đi học, và quý vị cứ giữ con ở nhà. Thì khi mà nhà trường thấy hôm đó em không đi học, nhà trường gọi về nhà, thì nhà trường thì bố mẹ lại nói rằng là tại vì chúng tôi có nhận một cái thứ và trong đó nói rằng sau ngày này thì con tôi không được đi học. Đó là vấn đề rất là quan trọng. Cho nên xin quý vị khi nhận những cái notice của nhà trường, quý vị gọi đọc lại cho rõ và xem thử nhà trường muốn nhắn nhủ chúng ta quý vị cái gì. Và trong trường hợp đó quý vị phải đem con đi chích ngừa, rồi thì đem cái bản chích ngừa tới cho nhà trường. Có những cái buổi họp cũng rất là nhỏ, rất là ngắn, nhưng mà cũng rất là quan trọng. Tôi nói ví dụ như là quý vị cũng biết rằng là sau một thời gian 6 tuần, sau khi các em đủ 6 tuần thì sẽ có bản báo cáo gửi về nhà. Thứ nhất là cái bản báo cáo gửi về nhà thì phụ huynh phải đọc lấy, phụ huynh phải dò xem thử là điểm số của con em như thế nào, và xem thử là dưới cái chỗ mà cái khung nhưng mà để chữ comments, xem thử nhà trường có nhắn nhủ gì không. Gặp những cái em học sinh mà trong khoảng thời gian 6 tuần đó cái học của các em, sức học của các em tự nhiên lại không có được đủ điểm trung bình, hay là một số các anh các chị mới đi học lớp mẫu giáo nhỏ, mẫu giáo lớn hay lớp 1, lớp 2, mấy anh và chị nói chuyện nhiều lắm, thì cô giáo cũng để trong đó và nói rằng là chúng tôi cần gặp phụ huynh học sinh để chúng tôi báo cáo, hay chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị về cái quá trình học lực của con em mình. Quý vị biết rằng những buổi họp như vậy chỉ có 20 phút mà thôi. Và trong số một cái ngày đó thì sẽ có một giáo sư phụ gọi là substitute đó, coi cái lớp cho cái vị giáo sư chính. Và vị giáo sư chính cứ 20 phút thì gặp một phụ huynh. Cho nên cái giờ mà họ cho quý vị là cái giờ rất quan trọng, phải nói là họ tính từng phút. Cho nên nếu quý vị đến được, xin quý vị đến đúng giờ. Cố gắng đến đúng giờ để làm gì? Để mình có đủ 20 phút đó để mình nghe cô giáo trình bày tất cả những cái dự kiến, những cái quá trình học lực của con em mình. Và thông thường là cô giáo có nói chuyện với phụ huynh rằng bây giờ con em quý vị nói chuyện nhiều quá, thì chúng tôi sẽ có một cái biện pháp là hôm nào các em nói chuyện nhiều, chúng tôi sẽ đánh check, đánh cái dấu check ở trong cái tờ mà gọi là daily log, tất nhiên là cái báo cáo hàng ngày một. Thì xin quý vị mỗi đêm về nhà mở cái tờ đó ra xem. Nếu như quý vị thấy cái check, điều đó chứng tỏ là con em quý vị vi phạm rất nhiều lần, hoặc là từ đồng đội chỗ, nhất là mấy cái anh mấy chị mà tôi nói lại một lần nữa, lớp mẫu giáo nhỏ, mẫu giáo lớn và lớp 1, mấy anh nghĩa là chưa theo đúng, chưa gọi là chưa thuần thục với cái khung cảnh của học đường, cho nên cả anh cả chị thường hay chạy lung tung một chút. Cho nên nếu như cả anh mà các chị đó mà vi phạm cái gì dù nhỏ thì nhà trường cũng sẽ xét vào trong cái tờ giấy đó. Thì trong trường hợp đó quý vị về nhà phải theo dõi và xem thử con em mình có bị dấu xét hay không. Và tôi thấy rằng có một khi mà tôi đi đón con cháu của chúng tôi, cháu chúng tôi, thì chúng tôi thường nghe vừa khi mà con em vừa chạy trong cái lớp ra mà gặp bố mẹ một cái thì phụ huynh hỏi liền any check chỗ đấy, thì chúng tôi cũng nghe thấy rằng là các em trả lời no check. Và ngay như cháu chúng tôi cũng vậy.
bước ra một cái thì cái lời báo cáo đầu tiên là no check today bà ngoại, ví dụ như vậy. Hay là bố mẹ thường hay hỏi con. Cho nên dù rằng có 15 phút, 20 phút, quý vị cũng nên đến. Một trong hai phụ huynh nên đến, nhất là sau những cái 6 buổi, 6 tuần học lực và cái bản báo cáo học lực được gửi về. Tiếp đến là những cái buổi học rất nhỏ, ví dụ như con em quý vị đi học mà không nghiêm chỉnh, cả con em quý vị bị đi trễ rất là nhiều lần, hay là con em quý vị đi học mà không mặc đúng theo cái thời tiết bên ngoài, lạnh quá, cả con em quý vị không có áo tay dài, mặc quần sọt, hay là các em không có jacket, thì trong những trường hợp đó, nhà trường khi nào cũng mời quý vị tới. Là bởi vì nhiều khi nhà trường được gửi về cái notes mà quý vị vẫn không đọc. Cho nên nhà trường phải mời quý vị tới để tận mặt họ trình bày với quý vị những cái điều mà họ thấy rằng phụ huynh cần phải phụ giúp với nhà trường, cần phải bắt tay với nhà trường để có thể giúp đỡ cho con em trong vấn đề học lực. Chúng tôi xin tạm ngưng chương trình ở đây để cho những cái quảng cáo, thông tin và thương mại. Xin mời quý vị đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ trở lại. Cảm ơn quý vị.